Chùa Thiên Ngụ, xứ Huế. Chùa Thiên Ngụ là một trong những thắng cảnh đẹp được nhắc đến nhiều nhất tại Huế. Không chỉ đi vào những bài thơ lãng mạn của xứ Huế, mà còn trong cả những câu ca. Thiên Ngụ cũng được coi là một trong những ngôi chùa linh thiêng, với những cảnh quan không thể bỏ qua khi chúng ta đặt chân đến cố đô xưa. Chùa Thiên Ngụ hay còn được gọi là chùa Linh Ngụ nằm ở đồi Hà Khê trên bờ bắc sông Hương, phường Kim Long, cách trung tâm thành phố Huế ước chừng 5 km về phía tây. Chùa được xây dựng vào những năm 1601 bởi chúa Nguyễn Hoàng, vị chúa Nguyễn đầu tiên ở Đàng Trong. Chùa Thiên Ngụ có thể được coi là ngôi chùa cổ xưa nhất xứ Huế. Nhờ sự gia tăng ở thời kỳ Hoàng Kim Phật giáo Đàng Trong, chùa được xây dựng lại trên một quy mô đáng kể dưới thời chúa quốc Nguyễn Phúc Chu 1691 đến 1725. Năm 1710, chúa quốc cho đúc chiếc chuông Đại Hồng Trung nặng trên 2 tấn và cho khắc một bài thơ trên chuông. Chúa sau đó mở rộng một loạt các dự án xây dựng điển hình như năm 1714 là giai đoạn mở rộng lớn nhất trong lịch sử chùa. Cụ thể là Điện Thiên Vương, Điện Đại Hùng, Nhà Thuyết Pháp, Lầu Tàng Kinh, Phòng Tăng, Nhà Thiền, vân vân. Nhiều công trình kiến trúc trong đó không còn tồn tại cho đến ngày nay. Chúa quốc còn đích thân viết và khắc vào bia lớn cao 2,6 m, rộng 1,2 m, nói về việc xây dựng các công trình kiến trúc ở đây. Bia được đặt trên lưng một con rùa đá rất lớn, được trang trí đơn giản nhưng tinh xảo và đẹp. Với vẻ đẹp tự nhiên của nó, kể từ thời điểm đó, chùa Thiên Ngụ đã trở thành một ngôi chùa đẹp nhất Đàng Trong. Thông qua các sự kiện lịch sử, chùa Thiên Ngụ được tái phục hồi nhiều lần trong các triều đại của nhà vua Nguyễn, vua Thiệu Trị, người kế vị Minh Mạng, đã dựng lên Từ Nhân Tháp vào năm 1844 và bây giờ được gọi là Tháp Phước Duyên. Tháp cao 21 m với hình dáng bát giác và có 7 tầng, mỗi tầng trong đó là dành cho một vị Phật khác nhau. Đứng trên tòa tháp, du khách có thể nhìn ra dòng sông Hương phẳng lặng, ngắm nhìn những du thuyền đang trôi nhẹ trên dòng sông Hương. Chùa còn có bức tượng của một con rùa đá cẩm thạch lớn, biểu tượng cho sự trường thọ. Hai bên tháp có hai nhà tứ giác đặt hai tấm bia ghi lại lịch sử kiến trúc của tháp, cũng như những bài thơ sáng tác của vua Thiệu Trị. Chùa Thiên Ngụ được xếp là một trong 20 địa điểm đẹp nhất ở xứ Huế, trải qua nhiều sự mở rộng và đổi mới. Bên cạnh những kiến trúc như Tháp Phước Duyên, Điện Đại Hùng, Điện Điện Đại, Điện Quan Âm cùng bia đá, chuông đồng, chùa Thiên Ngụ ngày nay là nơi có nhiều cổ vật quý trong cả lịch sử và nghệ thuật.
tượng hộ pháp, tượng thập vương, Phật Di Lặc. Các câu đối ở đây đã đánh dấu lịch sử một thời vàng son của chùa Thiên Mụ. Đáng chú ý, chùa Thiên Mụ không sở hữu nhiều tượng Phật như những ngôi chùa khác ở Huế, nhưng khuôn viên của chùa lại được xây dựng theo lối kiến trúc của một cung điện của vua chúa các quan lại ở Huế cổ xưa. Đến đây, chúng ta như hòa vào một không gian thuần khiết, đầy thơ mộng, khác xa cái sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống đô thị. Đi bộ qua mỗi lối của chùa, chúng ta mới cảm thấy được cái sự tĩnh mịch, được tĩnh tâm để sâu lắng, để lại đằng sau tất cả những nỗi buồn, sự lo lắng của cuộc sống thường ngày. Chùa Thiên Mụ không chỉ đơn thuần là một nơi thiêng liêng mà còn là một nơi tuyệt vời để tham quan, là một trong những nơi đẹp nhất của xứ Huế. Đứng trong chùa, chúng ta dễ dàng nhận ra cái sự hoành tráng và lãng mạn của sông Hương, mà từ rất lâu đã là biểu tượng của xứ Huế. Đứng ở bên kia sông, tháp Phước Duyên phản ánh cái bóng trên mặt nước, tạo ra cái khung cảnh lãng mạn. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ du ngoạn trên sông Hương ở Huế bằng thuyền để ngắm cảnh chùa yên tĩnh. Đến với Huế sẽ rất là thiếu sót nếu chúng ta không ghé thăm chùa Thiên Mụ, vì qua hàng trăm năm, mỗi công trình kiến trúc ở đây đều chứa đựng sự trang trọng, là sự kết hợp hài hòa giữa tài hoa của con người ở xứ Huế với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Tham quan du lịch Huế nói chung, chùa Thiên Mụ nói riêng, chúng ta sẽ thoải mái chìm đắm, tâm trí trôi nhẹ theo dòng sông Hương từ thượng đến hạ nguồn để cảm nhận được cuộc sống xứ Huế yên bình, thơ mộng. Cái này của ông hòa thượng Thích Quảng Đức Phật Từ Thiêu ở trên đó năm 6A. Cái này của ông hòa thượng Thích Quảng Đức Phật Từ Thiêu ở trên đó năm 6A. Cái này của ông hòa thượng Thích Quảng Đức Phật Từ Thiêu ở trên đó năm 6A. Cái này của ông hòa thượng Thích Quảng Đức Phật Từ Thiêu ở trên đó năm 6A.